cô làm cái gì đấy? Đây là người yêu của tôi. Bọn em còn cởi chuồng tắm mưa cùng nhau cơ mà. Anh nhờ. Anh có chắc chắn là anh muốn đi không? Em đừng có bảo vô lý như thế nữa. Sẽ không phiền nếu như bạn gái của cậu mặc áo của tôi chứ. Hôm nay vô tình anh gặp bạn của anh. Lâu lắm rồi bọn anh mình gặp nhau, nên đi chơi cùng luôn. Rồi, em ra luôn đây nhá. Anh ấy có người yêu rồi sao? Tay em lạnh quá. Đâu, xem nào. Anh thấy tay em ấm mà, có lạnh đâu. Thế á? Hay là em bị ốm nhở? Em thấy người em cũng bị lạnh ý. Em ăn mặc như này, bảo sao không lạnh. Đây. Thôi, em không mặc đâu. Nhỡ đâu người yêu anh mà nhìn thấy là hiểu lầm thì chết nhá. Thôi, để em mặc lại cho anh. Ồ, quá, lạnh thì mặc đi. Cứ để em, để em mặc cho anh. Cô làm cái gì đấy? Đây là người yêu của tôi. Đây là người yêu của anh ạ. Đấy, thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Anh mà làm như thế, kiểu gì người anh cũng hiểu lầm cho mà xem. Thôi, em ngồi đi. Ngọc chỉ đùa thôi, chứ bọn anh coi nhau là hai anh em nhưng mà, có gì đâu. Đúng rồi đấy chị ạ. Em và anh Trung là hàng xóm thân thiết, từ hồi bé xíu à. Bọn em còn cởi chuồng tắm mưa cùng nhau cơ mà. Anh nhờ. Em tưởng bạn của anh là con trai. Thì anh coi Ngọc ấy như là một thằng em trai. Đáng ghét. Mà này, phải công nhận nhá, mắt anh dạo đấy tinh tường thật. Chị dâu mình xinh thật, xinh hơn chị lần trước nhiều. Ôi thật chết. Em lỡ miệng. Em không cố ý đâu. Tại em thấy chị xinh quá, cho nên em chỉ muốn khen chị xinh thôi ạ. Em ý, mồm miệng lúc nào cũng nhanh hơn não. Thôi, nó còn trẻ con, em đừng chấp nó. Tại ấy, nó nói cái gì ấy, không suy nghĩ gì cả. Với lại, còn mắc cái bệnh thẳng tính nữa, đúng không? Đúng là chỉ có anh trai mình hiểu mình nhất thôi. Đâu? Em phải công nhận, dáng chị Trang đẹp đến đấy, gầy ơi là gầy. Chẳng bù cho em, béo xị ra. Chị của em ấy, ăn uống khổ sở lắm. Suốt ngày cứ đòi giảm cân thôi. Hại anh lúc nào cũng phải ăn theo ấy. Thế á? Thế thì tuần sau em với anh đi ăn đồ nướng đi. Chắc là chị Trang giảm cân không ăn được đâu nhở. Tiếc ghê. Em sẽ thay chị vỗ béo cho anh Trung nhở. Đúng là chỉ có em gái anh hiểu anh nhất thôi. À, này này. Đây anh Tí. Ngọc gọi. Sao ngày nào Ngọc cũng gọi cho anh thế? Ơi, anh đây. Anh Trung ơi, em buồn quá. Em không biết giải bày tâm sự với ai. Anh đến đón em đi nhậu được không? Nhưng mà... Chị Trang không muốn cho anh đi sao? Thôi không sao đâu ạ, em hiểu mà. Em tự lo được. Thôi được rồi, gửi anh địa chỉ đi, anh qua luôn nhá. Tối rồi mà anh còn định đi đâu em? Ngọc có chuyện, anh qua đấy xem nó như nào. Ngọc nó có bao nhiêu bạn bè, sao nó không gọi mà lại gọi cho anh vào giờ này? Anh là đàn ông, đến nhà không tiện đâu. Bạn bè chứ có phải người nhà đâu. Với lại Ngọc ở trên này một mình, nó ở gần anh, nó không tìm anh thì tìm ai? Anh không được đi. Nếu như hôm nay anh mà đi thì chúng mình chia tay. Sao em lại ích kỷ như thế nhở? Anh với Ngọc chơi rất là thân với nhau, anh coi Ngọc chỉ là đứa em thôi, có gì đâu mà em phải lo. Anh có nhận ra là mỗi lần nhắc đến cô ta là anh kích động như vậy không? Thì anh có cấm em khi em có bạn thân khác giới không? Không đúng không? Vậy thì làm ơn, em đừng có mà cấm cản anh như thế đi. Em nói nghiêm túc đấy. Anh có chắc chắn là anh muốn đi không? Em đừng có mà vô lý như thế nữa. À thôi, tối nay anh cũng chả về nhà đâu, em ngủ trước đi. Mà anh mua vé xem phim chưa đấy? Anh đã mua 3 vé rồi. Sao lại 3 vé? À,
Anh quên chưa nói với em là hôm nay Ngọc sẽ đi xem cùng mình. Anh rủ em đi xem phim để làm hòa hay để làm em khó chịu hơn đấy? Anh Trung, em ở đây. Anh làm gì mà để em tìm anh mãi thế? À, tại em ở nhà một mình buồn quá cho nên em phải chúng ta đi cùng. Chắc là chị Trang không để ý đâu nhỉ? Trang. Anh Hoàng. Sao đấy? Tình đầu bỡ ngỡ có không nhận ra à? Tình đầu? Để anh giúp em nhé. Tất nhiên là em nhận ra rồi. Nếu mà đã trùng hợp như vậy, mình mua thêm một vé xem phim nữa đi. Phim hay như thế này phải xem cùng nhau chứ. Bình thường trời đất còn không sợ, bây giờ bày tập lại sợ một bộ phim. Mà phải công nhận cái sở thích của chị Trang lạ thật đấy, toàn thích cảnh bạo lực thôi. Chứ như em á, là em sợ lắm, không dám đâu. Đấy là lý do mà Trang là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Em lạnh à? Đây, mặc áo của anh mà đi. Sẽ không phiền nếu như bạn gái của cậu mặc áo của tôi chứ? Không sao đâu, bạn trai của em không nhỏ mọn như vậy đâu. Thôi, đói rồi, đi ăn. Mọi người đợi một chút nhá, tôi ra ô tô lấy đồ. Rõ ràng là khoai của lắm. Tưởng thế nào? Anh nhìn có cả ô tô nữa chứ, người gì đâu mà hoàn hảo thế. Nhìn thôi là muốn rụng trứng luôn rồi. Em đi vào đi. Dù gì cô ấy là người yêu tôi, tôi không cần cậu phải quan tâm. Đây là đôi guốc cậu mua tặng cô ấy. Cậu có nhất muốn cô ấy phải đi, nhưng cô ấy đâu có thoải mái. Bây giờ Trang là người của tôi, không phải là người của cậu. Thế cậu quan tâm làm gì? Để làm gì? Em bỏ ngay đôi giày này ra cho anh. Hả? Không bỏ à? Tiếc à? Anh đi nào. Anh Hoàng, anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Hôm nào anh rảnh, em mời anh đi uống nước nhá. Anh nói với em này, em đừng làm như thế nữa. Đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa. Điều tương tự sẽ đến với em đấy. Anh không cho thôi, làm gì mà căng. Trang, anh về trước đây. Còn em, về nhà anh sẽ tính sổ với em. Thôi, không cần đâu. Em nghĩ là em phù hợp với đôi giày này hơn. Cái gì? Em nói cái gì? Trang! Trang!